yêu và trân trọng biết bao, ngôi trường đầy thân thương, nhiều kỷ niệm, nơi ấy là cả một miền ký ức, nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên, khoác trên mình những hành trang bước vào đời. 20 năm bươn trải giữa dòng đời xuôi ngược, hôm nay chúng tôi cùng nhau trở lại đây, không hạnh phúc nào bằng được mình ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những năm tháng bên nhau đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Đó là một hành trình của những bước chân đã đi qua những tháng. Cảm ơn tri ân với lại các thầy cô giáo và nhà trường đã tạo tạo ra các cánh cho chúng em ngày hôm nay. Chương trình tri ân của khóa. 20 năm, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng nó đủ để đưa chúng ta lật lại những trang lưu bút đầy ắp kỷ niệm. Nhớ ngày nào chúng tôi còn là những cô cậu học trò thơ dại, nay đã trưởng thành, nhiều bạn đang công tác trong những cơ quan đơn vị của nhà nước, cũng có bạn thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Mỗi người chọn cho mình những con đường riêng, cũng có những người bạn, người thầy cô giáo đã rời xa mãi mãi, vẫn dành cho nhau những tình cảm trong sáng, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đó cũng là nhịp cầu kết nối chúng tôi ngồi lại bên nhau sau 20 năm xa cách. Và đó là cái từ cho vui nữa, tức là em nào cũng khỏe mạnh, cũng xinh xắn. Và tôi tin ở trong các em có rất nhiều tiềm năng. Chúng ta giống như những cánh chim, chúng ta bay không chỉ có ở trong nước, mà có các em bay ra tận ngoài quốc gia của chúng ta. Và các em đang lớn lên, các em đang gây dựng sự nghiệp, các anh em làm cho bản thân mình được giàu có. Và cái sự đóng góp ấy, các em lại làm cho đất nước của chúng ta mạnh lên. Bao năm rồi hình bóng của con đây, sao thương yêu. Em thì được cái là em cũng đang bị ế, thì cứ cô gái là em cũng lên em xem xét các bạn ấy là có cái cô đơn hay không để em còn bù đắp cái cô đơn đó mình đang thiếu thì chứ còn gì nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bố mẹ con ôm nhau đi. Ôm chặt vào. Rồi bây giờ bố đâu là bố đâu? Mẹ đâu là mẹ đâu? Con đâu là con đâu? Bây giờ là bố mẹ cõng con đi học. Bố và mẹ cõng con đi học. Cắm một vòng nha. Đi đúng một vòng. Cả bố cả mẹ. Hai người được không? Cắm đi. Đi mà nó vào rồi. Con cắm được. Thì hôm em sẽ tặng người nào.